Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Sự biến mất của ngài tỷ phú Alfred Lowenstein đến nay vẫn được xem là một trong những bí ẩn khó hiểu nhất trong lịch sử. Người đàn ông giàu thứ ba trên thế giới khi ấy, ông chủ ngân hàng sinh ra ở Bỉ này là biểu tượng của sự giàu có và dư thừa của thời đại vàng son, Gilded Age. Tuy nhiên, chỉ một năm trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1929, dẫn đến cuộc đại suy thoái toàn cầu, ông Alfred đã biến mất một cách vô cùng quái đản với lý do là rơi khỏi máy bay. Nhưng người ta nói thế, còn sự thật ra sao, có lẽ phải hồi sinh ông Alfred Lowenstein mới có câu trả lời chính xác. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1928, Alfred Lowenstein bước chân lên máy bay riêng và khởi hành từ sân bay Croydon ở Anh để trở về Rousseau, Bỉ. Đó là một chuyến đi bình thường như bao chuyến đi khác mà ông thường xuyên thực hiện với các tùy tùng của mình. Bầu trời hôm đó khá quang đãng. Alfred đứng dậy sử dụng nhà vệ sinh nhưng được cho nhầm lối ra của máy bay phía sau với cửa nhà vệ sinh và thế là ông bước chân ra khỏi máy bay rơi xuống bên dưới. Phi công, thợ máy và 4 hành khách đi cùng với Alfred không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi thư ký của ông là Arthur Hodgson phát hiện cánh cửa phía sau bị mở toang và liên tục đập tung trong gió. Nhưng cho đến nay, bí ẩn về những gì thực sự đã xảy ra với Alfred Lowenstein vẫn chưa được giải đáp. Sinh ngày 11 tháng 3 năm 1877, Alfred Leonard Lowenstein xuất thân từ một gia đình dòng dõi thuộc tầng lớp thượng lưu làm chủ ngân hàng tư nhân mà người ta thường gọi bằng cụm từ Blue-Blooded, máu xanh. Từ nhỏ, Alfred đã được cha là ông Bernard, một nhà tài chính người Đức gốc Do Thái dạy dỗ chu đáo. Khi trưởng thành, ông đã thành lập một ngân hàng có trụ sở tại Bỉ, mang tên Society International de Energie Hydroelectrique, nhắm mục tiêu vào các quốc gia đang phát triển trên toàn cầu. Bằng cách cung cấp các cơ sở hạ tầng về điện cho các nước thuộc thế giới thứ ba, Alfred đã kiếm được rất nhiều tiền. Ông đã chớp thời cơ đầu tư vào các mặt hàng như lụa tổng hợp trước khi chúng tăng giá chóng mặt. Với niềm đam mê hàng không và có hàng trăm chuyến bay đi công tác hàng tháng, Alfred được mệnh danh là nhà tài chính bay của Bỉ. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Alfred đã trở thành một trong những người đàn ông quyền lực nhất châu Âu. Điều này được thể hiện rõ ràng khi chính phủ Bỉ phải lưu vong với tư cách là một quốc gia trung lập sau cuộc xâm lược của Đức. Chính Alfred đã đề nghị cho chính phủ vay 50 triệu đô la không tính lãi để trang trải các khoản nợ của đất nước. Khi lời đề nghị bị từ chối, ông chuyển đến Anh và mở một công ty vào năm 1926. Chỉ riêng một khoản đầu tư trong những năm 1920 đã mang về cho ông hơn 1 triệu đô la. Kể từ đây, Alfred trở thành một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, được các nguyên thủ quốc gia châu Âu tham vấn. Alfred Lowenstein còn được gọi là người đàn ông bí ẩn của châu Âu và ông già Noel của Bỉ. Ông có sở thích nuôi ngựa để tham gia các cuộc đua. Đan ngựa thuần chủng riêng của ông từng giành chiến thắng trong các cuộc thi Grand Steeplechase de Paris năm 1926 và 1928. Ngay trước khi qua đời, người đàn ông giàu thứ ba thế giới này được cho là đã đặt mục tiêu tham vọng là tiến công vào các giao dịch sinh lời ở Mỹ. Chuyến đi định mệnh ấy khởi hành từ London đến Brussels vào ngày 4 tháng 7. Trên máy bay khi ấy có vài người, bao gồm phi công Donald Reale, thợ máy Robert Little, người phục vụ Fred Baxter, thư ký Arthur Hodgson và các nhà viết mã Aline Clark và Paula Bailon. Chiếc máy bay Fokker Trimotor cất cánh vào khoảng 6 giờ chiều. Nó đang bay qua eo biển Manche ở độ cao 4.000 feet, khoảng 1.200 mét thì Alfred muốn đi vệ sinh. Nhưng không ngờ, ông đã không bao giờ quay trở lại từ phía sau máy bay. Và khi sự vắng mặt của ông được phát hiện, phi công Donald Reale đã hạ cánh khẩn cấp ngay lập tức xuống một bãi biển gần Dunkirk. Cả 6 người trên máy bay sau đó đều bị thẩm vấn. Bộ Hàng không Anh đã tiến hành các cuộc kiểm tra đối với chiếc máy bay vào ngày 12 tháng 7, kết luận rằng cánh cửa này sẽ không thể được mở một cách tình cờ. Các thử nghiệm đi đến kết luận rằng việc hành khách vô tình mở cửa sau dù ở độ cao trên 300 mét chứ chưa nói đến độ cao 1.200 mét là không thể nếu không có trợ lực rất mạnh. Thi thể của ông Alfred được tìm thấy trôi nổi trên mặt nước gần Boulogne một tuần sau đó. Chiếc đồng hồ đeo tay là thứ giúp xác định danh tính của ông.
Cơ thể ông không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài, ngoại trừ hộp sọ bị nứt và xương gãy, được cho là do va chạm. Cái chết của ông được cho là một tai nạn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều giả thuyết cho rằng ông đã bị giết theo lệnh của những người thừa kế hoặc tự sát trước khi đế chế của ông sụp đổ. Ngay cả khi giả sử ông ấy đã mất vài chục triệu franc, một người bạn của Alfred lập luận, điều đó sẽ không bao giờ khiến ông ấy quyết định liều mình nhảy xuống máy bay. Điều trùng hợp kỳ lạ là vài năm sau đó, con trai ông, Robert, đã bắn chết một trong những người hầu của mình vì những lý do bí ẩn và cũng chết trong một vụ tai nạn máy bay vào năm 1941. Trước khi Alfred qua đời, ông đã kiểm soát nhiều đồn điền cao su ở Congo, các cơ sở sản xuất than ở Đức và là cổ đông chính trong hệ thống đường sắt của Bỉ. Và mặc dù đến ngày nay vẫn không có bằng chứng chính thức nào về việc ông bị chê xấu, Alfred chắc chắn đã khiến kẻ thù của ông hưởng lợi rất nhiều từ củ rơi từ trên trời của mình. Năm 1987, tác giả William Norris đã điều tra vụ án và trình bày những phát hiện của mình trong một cuốn sách có tên Người đàn ông rơi xuống từ bầu trời. Norris phát hiện ra rằng các đối tác kinh doanh của Alfred gồm Albert Bam và Frederick Savassi được hưởng lợi từ cái chết của ông. Một thanh niên sau khi bỏ gần 3 triệu đồng mua về một chú chó nhỏ màu vàng đã phát hiện ra bí mật về tổ tiên của cún cưng chỉ với một cái nghiêng đầu của nó. Vì rất thích vẻ ngoài đáng yêu của cún cưng nên chàng trai đã bỏ cả tiền triệu để mua về nuôi nấng. Tuy nhiên, anh chàng lại bị chê là mua đắt bởi một chú chó bình thường sẽ không có giá cao đến vậy. Một ngày nọ, khi một người bạn của anh đến chơi nhà, liền thấy chú chó. Nó chỉ vừa nghiêng đầu, dương đôi mắt tròn xanh trong lên nhìn là người này đã phát hiện ra bí mật về tổ tiên đặc biệt của nó. Vốn là người sành sỏi về các loài chó, người này cho biết đây có lẽ là chú chó thuộc giống Husky, bởi chỉ Husky mới sở hữu đôi mắt hút hồn và đáng yêu xen lẫn ngốc nghếch như vậy. Husky là một trong những giống chó kéo xe huyền thoại của những vùng lạnh giá nhất trên thế giới. Giờ đây, càng có nhiều người yêu cún nuôi chúng như thú cưng và coi chúng như một thành viên của gia đình. Kể từ khi thân phận thực sự bị phát hiện, chú chó càng được mọi người yêu quý.